Hello, xin chào tất cả các bạn. Và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Và các bạn vào có hai phần nạp mô mô được cộng 20% này. Và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhé, hoàn toàn trắng thông tin nhé. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mua các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn là 450.000 này đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một webshop khác nào nữa đâu. Các webshop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ cho mình điều đấy nhé. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Triệu Vân ở phiên bản này cực kỳ mạnh khi mà một vị tướng duy nhất được búp tất cả các chiêu thức của nó cực kỳ mạnh luôn. Thì clip này mình sẽ gửi gắm cho toàn thể tất cả các bạn một clip Triệu Vân. Và khi clip Triệu Vân đối đầu với những vị tướng như là clip này có hai vị tướng sao thủ, một vị tướng tanker và một pháp sư, đặc biệt là Alistair, thì khi team địch nó có cái chồng có một cái lượng sốc sát thương khá tốt khi về late game thì chắc chắn mình sẽ lên Rio Leviathan các bạn nhé. Trận đấu này mình sẽ lên Rio Leviathan, và thực sự khi lên Rio Leviathan thì giúp Triệu Vân cảm giác như các bạn bình thường chơi một thì bây giờ các bạn sẽ chơi gấp hai. Nói với cái đồ chống chịu và khó chết của Triệu Vân sẽ tăng x2 lần nếu lên Rio Leviathan, nhưng đi cùng với nó thì chúng ta sẽ bị hạn chế sức mạnh ở giai đoạn đầu game, đặc biệt về cái farm ở giai đoạn đầu game rất quan trọng đối với Triệu Vân tất cả các bạn nhé. Đấy, nếu Triệu Vân mà lên cái đao thì nó sẽ giúp cho Triệu Vân farm tốt hơn và có lượng vàng thật xanh hơn ở giai đoạn đầu game. Nhưng đổi lại, mình chơi theo con bài chắc chắn và muốn chơi theo con bát rửa và lết game để có thể là có cái chậm chiều dài hơn thì mình sẽ lên Rio Leviathan các bạn nhé. Cách chơi lối chơi của Triệu Vân thì nó cũng như bao vị tướng khác thôi. Đặc biệt quan trọng nhất, Triệu Vân là một vị tướng rất là dễ thọt ở giai đoạn game, nên đòi hỏi tất cả các bạn hãy tập trung farm cho mình. Khi Triệu Vân có một build đồ hoặc build đồ hơn một chút thì đấy là lúc phù hợp nhất để giao tranh combat tổng các bạn nhé. Triệu Vân thì có thể là chơi theo thiên hướng là chơi kiểu gì cũng được. Đây là một vị tướng rất là dễ tính các bạn nhé. Combat tổng cũng được mà bắt lẻ thì nó tốt hơn. Combat tổng thì nó sẽ không chơi theo trực diện, mà combat tổng thì Triệu Vân nó chơi theo như tất cả các vị sát thủ khác. Nó cũng không chơi theo kiểu đấu xì lao vào đâu, mà chơi theo kiểu sát thủ các bạn nhé. Đà ôm vào rừng, khi lên có bureau sát thương thì chúng ta sẽ chơi theo thiên hướng là sát thủ. Sát thủ như nào? Hãy nhìn cách mình lao vào này. Ôi cái phá này không bạc rồi. Cả phá đang bạc từ mình sẽ ném một chút nha. Cái pha này không bao được tất cả KDC hết choáng ạ. Rồi từ từ rồi, KDC hết choáng. Đây, xúc nổi luôn. Tại vì sao các bạn lại thắc mắc mình lại không vào cái pha vừa rồi? Bởi vì như nào ạ? Khi có hai vị tướng xạ thủ đứng cạnh bên, nếu kết hợp với một cái con KDC hoặc bất kể một choáng nào nữa thì nếu tất cả các bạn, bất kể là các bạn vị tướng gì, các bạn vào các bạn sẽ bị bốc hơi. Bởi vì vốn gì phút thứ 4 thứ 5 này các bạn không thể cất má được, mà các bạn vào chưa gì đã bị ăn choáng thì các bạn sẽ nằm xuống với hai lượng sát thương của xạ thủ thì bị dồn, thì cái việc các bạn nằm xuống rất cao. Cho nên cái pha vừa rồi các bạn có thể nhìn thấy rằng, một là các bạn có thể nhìn thấy rằng cách ra vào của Triệu Vân của mình nó rất là chắc chắn, không bao giờ ra vào ham. Mặc dù thằng Grack nó hút được 4 vị tướng cái pha đấy, có thêm 7 rốt, nhưng team mình 3 thằng coi như là Grack không sát thương này, Alistair thì không sát thương. Nếu mình vào cái pha đấy mà hút lúc thằng Grack hút, chắc chắn mình cũng sẽ nắm xuống. Đấy là cách ra vào chắc chắn, mình muốn gửi gắm cho tất cả các bạn cách ra vào thật là chắc chắn tất cả các bạn nhé. Khi một trận đấu có hai xạ thủ, các bạn muốn bắt hai xạ thủ thì bắt buộc điều kiện bên cạnh thằng xạ thủ không có một choáng. Nếu bên cạnh thằng xạ thủ hai thằng xạ thủ mà có choáng thì các bạn sẽ không được vào. Đấy, hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Khi tất cả các bạn đối đầu với hai xạ thủ nào mà các bạn chơi bất kể vị tướng sát thủ nào thì các bạn đó là cách ra vào tốt nhất. Đấy, trừ khi thằng KDC hết choáng thì các bạn sẽ cân 3 cân 4 rất là easy các bạn nhé. Triệu Vân phiên bản này thì mình chỉ góp ý các bạn về cái giai đoạn farm ở đầu game, các bạn phải cân nhắc cái chuyển farm đầu game cực kỳ gọi là tráo chuốt các bạn nhé. Phải tráo chuốt cái thằng Triệu Vân farm đầu game. Các bạn đừng phụ thuộc vào những cái ăn mảng hoặc đừng phụ thuộc vào sức mạnh. Đây, cái phá này la lên quật thằng giòn luôn. Đây. Rồi, một mảng rồi, chim cút. Đấy, lui về một chút đấy các bạn.
bị ổ với thằng Kanishi nó túc biển nó chơi mình luôn các bạn, tao thách mình lên luôn, tao giết mình chết luôn đấy. Nhấp bụng một chút và quên các bạn ơi, các bạn đừng quên là các bạn đang có nhu cầu mua quân huy thì các bạn có thể nhắn tin vào số Zalo của mình nhé, và mình có dịch vụ là tròn kiểu là tròn nick theo yêu cầu đấy, bạn nào có nhu cầu mua nick thì mình sẽ tròn nick theo yêu cầu. Thì tất cả những cái hỗ trợ hay các bạn cần những cái gì thì các bạn nhắn tin qua Zalo, mình sẽ trực tiếp trả lời tất cả các bạn nhé. 0941205728. Đấy, thì các bạn nào có nhu cầu gì thì hãy nhắn tin vào Zalo. Còn các bạn muốn nick tiền lời thì các bạn vào shop mơsương.vn các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ quay lại trận đấu. Triệu Vân thì mình lên deal Leviathan cho nên cái việc nó farm và cái việc hút máu thì nó kiểu bị... nó không được tốt lắm bởi vì không có tốc độ đánh. À, quên nhầm. Bởi vì kiểu là cái đao đối với Triệu Vân nó cực kỳ mạnh luôn. Nếu mà Triệu Vân lên full đám nhá, thì tầm giờ này thì chỉ cần là một chạm nhẹ thôi là bất kể một cái thằng nào màu giấy nó nằm xuống luôn. Nhưng đi lên đây cái pha này, nói chung là cũng đủ đám rồi, tầm dư đám của mình cũng đủ rồi đấy. Nhưng mà để mà đạt được cái giai đoạn này thì rất là dễ bị thọt, cho nên các bạn cân nhắc Triệu Vân deal Leviathan rất dễ thọt nhá. Nhớ cho mình một cái điều này, nhưng đổi lại thì nó cực kỳ mạnh ở giữa game luôn, nó mạnh hơn bất kể một cái vị tướng nào ở giữa game đấy. Ồ cái thằng này, các bạn này, cái bọn này đánh rất là tỉnh bơ các bạn nhé, đánh rất là tỉnh. Cho nên cách chơi Triệu Vân mùa này thì mình sẽ tập trung chủ yếu vào cách ra vào của Triệu Vân các bạn nhé. Mình sẽ tập trung vào cái vấn đề chính đó, cách ra vào Triệu Vân ở mùa này. Thì tương tự như cái thằng Eros này, nó cái gì đấy, tao bừa biết rồi, tao coi mày làm gì, một chữ ba rồi, chim cút, ôi máy quá. Đấy, thì bắt đầu mình sẽ tính toán lại sát thương của team địch. Đây là phút thứ 8 cho mình thứ 9 rồi. Thì thằng Violet thì nó đám nó bắn thì cũng chỉ sợ thằng gió, đám thằng gió nó bắn vô mình mới thấm. Còn thằng Violet hiện tại bây giờ nó bắn mình không thấm. Cho nên cái việc ví dụ như là thằng Kairisi đi lẻ này, hoặc thằng, nói chung 3 vị tướng, 4 vị tướng đi, Eros, thậm chí 5 vị tướng. Nếu mà 5 vị tướng đó thằng nào đi lẻ thì mình sẽ bắt vô tư. Nhưng đổi lại ví dụ cân 2, cân 3 đi, cân 2 thì đạt điều kiện nào, John, Violet bắt được này, John, nói chung John, Eros cũng bắt được này, John, Tara bắt được này, trừ John, Kadisi. Đấy, hoặc trừ Violet, Kadisi. Tại vì sao như vậy? Bởi vì Kadisi có choáng và tâm choáng rất xa. Đấy, cái pha này bắt vô tư rồi. Đấy, cho nên cái việc khi chúng ta muốn bắt 2, bắt 3 ở trong cái trận đấu này thì chúng ta sẽ về nè duy nhất đó chính là thằng Kadisi. Nếu mà thằng hai thằng xạ thủ hoặc một thằng xạ thủ hoặc bất kể thằng nào đứng cạnh Kadisi mà mình lao vào trực diện thì mình sẽ dễ bị sốc sát thương chết. Cho nên trận đấu này để mà ra vào tốt nhất thì mình sẽ né thằng Kadisi, hoặc vào khi thằng Kadisi không còn choáng. Nhớ cho mình điều này. Đấy, khi chúng ta chơi một trận đấu chúng ta phải phân tích như vậy để chúng ta biết được rằng giao tranh combat thì chúng ta nên vào như nào. Đây, bắt lẻ thì đơn giản thôi, bất kể thằng nào đi lẻ mình cũng giết được hết. Rồi thằng Violet, đây rồi, một quẹt chiếu 2 chết. Đấy rồi thằng Kadisi làm gì, ôi tao giết mới chết luôn chứ. Rồi chiếm cút phát, ôi đập mặt vô tự, ôi xôi. Thôi, tao rệt mình luôn Kadisi hả, tao chết rồi. Ôi trời. Máy thật các bạn ạ, máy nó có cái rắc nào kéo không ra đi. Cái pha tổ 2 của anh em đấy, không hiểu sao đập bật vô tường máy mà trấu đấy. Chán hai cái trụ nó nền đảo thật đấy. Đấy, cho nên là hy vọng các bạn hãy cân nhắc, hãy nhớ cho mình rằng các bạn chơi bất kể cái gì tưởng nào các bạn cũng phải so sánh, cũng phải tính toán được như vậy cơ. Các bạn phải chơi tốt chứ, các bạn không biết là lao vào có đánh được hay không, các bạn lao vào có biết có giết được thằng nào hay không thì thực sự nó rất là khó các bạn nhé. Đấy, như anh phân tích, nếu các bạn muốn bắt cân 2, cân 3, cân 4 trong trận đấu này đi, bắt buộc thằng Kadisi không có choáng, hoặc các bạn sẽ không bị choáng bởi thằng Kadisi, bởi vì cái tâm choáng nó rất là xa, các bạn chưa kịp tiếp cận vào người nó bằng chớ một thì các bạn đã bị hất tung rửa quãng đường, mà bị rửa quãng đường thì các bạn bị ăn nguyên cái combo thì thôi rồi luôn á, ra đi cực kỳ nhanh luôn. Cho nên hãy cân nhắc nhá. Đấy, còn mình sẽ vào combat cho các bạn xem trận đấu này nó kinh gì. Rồi, pha này chơi luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Các bạn đã thấy chưa? Mình nổ cái pha để thằng Kadisi không kịp choáng mình đấy. Đấy, cái pha này mình rất là lý. Cân 3. Nói chung nó trả lý thuyết một chút, nhưng mà thực sự cái pha để thằng Kadisi nó không choáng được mình. Nếu mà choáng được thì khả năng mình nằm xuống rồi đấy, chắc chắn nằm xuống luôn. Cho nên cái pha này một cái pha rất là hên xui, bởi vì nó rất là đột ngột. Cái pha này mình thấy xà thù một phát mình lao vào, mình
không quan tâm thằng này bên cạnh luôn. Đấy là một cái nói chung là đôi khi trong trận đấu cũng sẽ có những cái rủi ro thôi, nhưng mà tính toán thì một cái phần gọi là không được perfect ở hoàn hảo đâu, nói tâm được 80% thôi, cho nên là 80% thì là vẫn là chỉ số cao thôi. Đấy, bây giờ thì hy vọng Lulu về một chút, mình sẽ đi farm nhá, mình sẽ ủng công nha, mình sẽ kéo late game để có mắt tổng cho bạn xem một cái pháo có mắt tổng thật đẹp, để minh chứng để các bạn hiểu được rằng những cái phân tích của Cương Lao giúp các bạn cũng hiểu trời thằng Alistair nó chơi nó choáng nó lao lên nó đứng ra rửa nhưng cũng chết rồi. Tí mình còn đi mình lật kèo vào này rồi, yên tâm mình sẽ sửa sai các bạn nhé, mình sẽ từ từ bình tĩnh rồi ta lao lên bị hút Violet bắn rồi, tím nó bắt đầu xô lên như một cái con hổ luôn rồi. Ra đi anh ta ra chưa, Grac chắc chắn ra đi rồi, cái pha này Grac ôi thằng gión chết rồi. Ôi bọn này chạy à, ôi Violet nó bắn kia, Violet bắn kia, từ mình bị chơi cân 3 cân 4 pha này cho các bạn xem nhá. Rồi một thằng Esu ra đi rồi các bạn này, cân 4 này làm thế nào đạt điều kiện cân 4 này ạ? Khi thằng KDC hết chiêu choáng thì mình sẽ lao vào cân 4 các bạn xem nhá, nó có bị chết hay không nhá các bạn xem này, bình tĩnh này, thám con búa sánh này cả đá. Rồi thằng Lừ bổ vào hút chiếu đi, hoặc thằng nào vào hút chiếu đi. KDC hết chiêu ba à, hết chiêu choáng này, hết rồi, hết chiêu choáng, la lên quẹt nhẹ bình thường rồi, bình tĩnh chưa ba, tạch đấy các bạn thấy chưa nào, các bạn thấy chưa, rồi quá đã cứu pha này, cho mình quá đã cứu đấy, đây quá đã cứu rồi, mega cứu luôn này, rồi mega cứu lao lên thằng giòn đấy các bạn thấy chưa, chỉ cần mất một cái choáng thì mình sẽ lao cân 4. Đấy là cách cắn sát thương của Cương Lao. Thì khi đối đầu từ gió. Ôi trời ơi. Mega kill dành tặng tất cả các bạn nhá. Đấy, cái phân tích của Cương Lao là như vậy đấy. Nếu cái phá vừa rồi mình lao vào bị thằng Triệu bị thằng KDC toán thì mình nằm xuống luôn. Cho nên mình không cần hướng dẫn gì nhiều đâu. Mình chỉ hướng dẫn các bạn cách ra vào trong combat hoặc cách chơi của Tiểu Vân ở trong mùa này, từ quý các bạn ơi. Đấy, để mình niệm với thân chủ rồi ạ. Đó, anh em đồng ý quan điểm của mình chưa? Cho nên rằng hy vọng tất cả các bạn khi gặp những cái trận đấu của tất cả các bạn phân tích tím các bạn có những thằng nào choáng, bởi vì Tiểu Vân nó sợ duy nhất đó chính là bị choáng giữa đường. Bị choáng giữa đường không tiếp cận được mục tiêu. Còn nếu mà Tiểu Vân tiếp cận được mục tiêu rồi thì cho bị ăn choáng nó cũng chả sợ đâu. Chỉ sợ duy nhất là đi giữa đường bị choáng cơ. Hết chiêu thức tiếp cận rồi. Đấy, cho nên là duy nhất một cái, cho nên các bạn phải phân tích cho mình rằng trong trận đấu các bạn có thằng nào choáng hoặc các bạn cân 2 cân 3 thì nẻ thằng nào thì chơi thằng nào dùng chiếu choáng trước các bạn vào, nhớ cho mình cái điều đấy nhá. Rồi thì mình nghĩ là clip này kết thúc rồi, và xin chúc các bạn chơi được vẫn thật là tốt và tất cả các bạn ơi mà yêu, bye bye. Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.